Djokovic đang giữ thành tích hoàn hảo 13-0 trong trận tứ kết ở US Open. Lần gần nhất tay vợt người Serbia thất bại ở vòng tứ kết Grand Slam là thất bại trước Sampaio tại Wimbledon 2016. Thi đấu dưới cái nóng 34 độ trên sân vận động Arthur Ashe, Djokovic và Fritz đều gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên tay vợt 36 tuổi người Serbia đã tận dụng tốt các thời cơ để kết thúc trận đấu sau 3 set, qua đó nâng thành tích đối đầu lên 8-0 trước đối thủ người Mỹ. Dù có những khó khăn nhưng Djokovic vẫn thắng Fritz sau 3 set, ảnh Getty. Tôi ướt đẫm mồ hôi và tôi thấy Fritz thay áo vài lần. Thời tiết rất ẩm ướt, Djokovic nói. Điều kiện thi đấu khó với cả hai chúng tôi, tuy nhiên đó là khó khăn chung và đó là lý do tại sao chúng tôi phải tập luyện. Chúng tôi phải cố gắng đạt được trạng thái tốt nhất để thi đấu. Điều đó không hề dễ dàng, nhưng bạn phải chiến đấu. Tay vợt số 9 thế giới Fritz lần đầu tiên vào tứ kết US Open với thành tích ấn tượng, chỉ một lần bị bẻ game sau 4 trận. Tuy nhiên, anh bị Djokovic bẻ game tới 6 lần. Djokovic giành quyền kiểm soát trong các game đối thủ giao bóng khi Fritz có tỷ lệ giao bóng một thành công ở mức không cao, chỉ 55%. Hạt giống số 2 thường xuyên tung ra những cú đánh chính xác, bóng sâu, qua đó tiến tới giành chiến thắng chỉ sau 2 tiếng 34 phút. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Djokovic trên mọi mặt trận trước US Open, anh vô địch giải Master 1000 thứ 39 tại Cincinnati. Djokovic cũng phải vật lộn với độ ẩm trên sân vận động Arthur Ashe. Anh thường xuyên sử dụng khăn lau và thay đồ để duy trì thể trạng. Dù trải qua những khoảng thời gian khó khăn, Djokovic vẫn tìm được phong độ cao để lập kỷ lục vào bán kết Grand Slam lần thứ 47.